chợ nắng quá các bác, nhìn thấy một loạt cây trung dâu đây cơ. Hôm nay là ngày 25 âm lịch của tháng 5 quá, tức là ngày 15 tháng 7 dương lịch 2020 nhá. Xi của trung dâu cho ôm đá đây. Các nhìn thấy cái vết ôm này, vết ôm. Phiên trước không biết có báo giá cây này chưa, nhưng đại loại là có chủ cây ở đây thì hỏi, không có thì báo giá sau các bác nhé. Cơm nguội, cây cơm nguội hay là còn gọi là cây xếu đấy các bác. Cây xếu lá nó rất là đẹp, giá rất là đẹp. Nó rất là dễ làm, dễ sống. Khá là cổ quái. Sau cái gì đây? Sộp, đây là sộp. Lá là đây là cái sộp. Tốt khác, sổ khác. Ngày xưa tôi cũng bị nhầm, không biết. Bây giờ biết. Tùng này cũng nghệ thuật đấy chứ. Tùng cũng nghệ thuật đấy. Chỗ này có tí thì tuyệt vời. Đây, mùi cái dây này nó to ra vậy. Được. Sạch sẽ đấy chứ. Nhạc. Anh em làm việc. Để tí nữa hỏi chú dâu cây này và chú kia hỏi xem bao nhiêu. Mình cũng sạch sẽ chứ. Mình bị tháo dây được chưa? Tháo dây được rồi đấy. Mình có vẻ ôm ôm này, bó bó này tháo được rồi. Mở hàng chưa anh Hùng? Mở đẹp chứ, mở hàng chưa? Chắc cây này chắc bê bên kia sang đây. Cùng là hàng nhìn rất mướt, rất mướt. Sang xem cái mini đấy của những ai ở đây. Thực tế là anh em ngồi hết trong viện đấy, những cái ngọn như này sau mà làm cây giáng làng đẹp rất là đẹp, nhưng mà cũng cần thời gian mới đẹp được. Tất nhiên cái gì nguội đẹp hết các bác, nhưng mà cái này mình nhìn thấy luôn, mình nhìn nó dễ hơn, thấy luôn đấy. Và cái tay này chắc phẫu thấp xuống chút, trồng nghiêng lại một chút nữa thì việc một cây giáng làng. Tất nhiên nó chỉ có cái ngọn thôi, chưa có bệ, nhưng mà cái nó già theo cái tuổi của con mẹ nó rồi. Đấy, chỗ này nó hơi dính vào nhau, hơi dính cho xuống tí. Cây này nuôi được dễ phóng thì tốt. Suối. Cái này là cái đóng ghép vào nhau này. Tất nhiên điền sau nó lành hết, liền hết. Đóng vào nhau. Thank you.
cây củ vời, hình như cây củ vời ngày xưa mà thấy đục này. Đang ô khá là tốt, nhưng có vẻ để trong cái chỗ hơi ít nắng. Cây củ vời, cây củ vời. Nhiều đầu. Cây của anh Lập. Đẹp quá anh đúng không ạ? Vâng. Cây này chắc lại cũng căng anh nhỉ? Bao nhiêu cây này anh? 20. Cây hôm trước bán rồi anh hay là vẫn còn? Cây mà hôm cũng cỡ này này. Làm khéo nha. Cây của anh Vĩnh Hoàng. Sau này từng chợ đá đấy. Dương Minh Tường bán được gì cho anh công? Đấy vừa nổ một con túc cái cây vừa rổ đấy. À thế à? Đây á? À cả ổng. Đấy chưa? Bán rồi gì? Đó, nó vừa rổ, nó một cây không. Bạn em vừa lấy tầm bảo. Con này từ 590 xanh hạt này. Bị tít. Bán cái nào chưa anh? Bán cái nào chưa anh? 2 người B. Cái gì đây? Quê. Quê ạ? À? Mặt đấy là mặt sau anh ạ. Không chụp mặt dưới. Đấy, nhìn rộng rãi đẹp không? Quá đẹp. Chung là lên chậu thì có khoảng 2 người bên. Nếu không chậu thì 1 người bên ạ. Cao thì tầm hơn 30 cân. Chủ sở hữu là anh Dũng Hoàng, người đến từ An Khánh. Đây à, vừa nổ con này à? À đâu nổ cái chậu này nhấc của ra rồi, còn cây này đang đang bán cái đề đấy chứ, cái này là cái đề. Đề Công ơi, Công ơi để đi rồi. Cái này ông nào mà chơi vui vui thì trưởng cũng được bóng dáng. Cây của anh Công cây này à, có lẽ là bỏ cái này đi, bỏ cái này đi cũng được nhỉ, thì rõ ràng hơn nhỉ các bác nhỉ. Nói chung là cây này thì cũng làm tự nhiên này, chẳng bỏ đi cũng có khi không cần bỏ đi đâu, cứ làm tự nhiên này thôi. Vui, không thể nào mà lên được đẳng cấp được một tí là chơi vui cũng rất là hay. Không phải ai chơi như thợ đâu. Đa núi đỏ, bút quả như bút ớt này. Đây đây. Chung là đi giao dạo này. Này của đều á. Đấy. Nhanh tốt thật đấy, nhanh tốt thật. Bạn ơi nhỉ, nhìn thấy con này là khí rơi nhỉ. Bạn ương. Này bạn nhìn nhá, cái này không phải là con này có cái con mà nó không cả cái thằng không cả cái đi là. Cái gì mà ngu ở dưới đây mà. Bạn ương. Không có buộc ai tóm cái tay nó, nó nhặt cái này ra để rơi. Bao thằng mấy thằng cơ.
chết mấy người. Cái gì anh? Con này là ngon rồi, đúng không? Con này ngon thật. Đây, sang xe của cụ nào đây? Chả biết xe của cụ nào. Đấy, đang dẫn được nhưng mà toàn đồ phải nuôi cơ ạ. Giờ mà đồ sẵn chơi mịn mịn là khó lắm. Nuôi mà không công. Đóng ghép vào ạ. Thợ đóng có khác thì nhìn các bác nhìn. Đóng phát nào là ăn phát đấy. Dễ phi ra xong ép vào đây. Là xấu là ok. Đấy, cái này thì con nhìn rõ hơn. Đấy, nó lại ăn dính vào đây rồi. Tài tình. Xe này là người của bác nào đây? À, đây đi xe máy. Cụi trúc này là bao nhiêu tiền đấy? Hay nhỉ? Dưới nhìn hay nhỉ? Cứ để này là sống thôi. Không biết bao nhiêu cái mắt nó lên, quá nhiều. Dừng trúc. Để cắt bớt mỏng đi cũng được. Trúc này cũng rất là dễ sống thôi. Nhìn trúc sống dã man. Đó, một hai ngồi nhiều lắm không đếm được. Đang còn có măng ấy. Măng. Măng trúc này ăn được á. Đẹp quá, chúc chị gái giao lưu thành công sáng nay nhá.